Người phụ nữ nào cũng luôn sẵn sàng là hậu phương vững chắc cho chồng. Họ có thể mong manh yếu đuối, nhẫn nhịn hy sinh vì gia đình, nhưng cũng được vì thế mà coi thường phái nữ trong tình yêu. Bởi phụ nữ nặng tình nhưng cũng rất tuyệt tình. Anh bảo không cần đợi, cứ ngủ trước đi rồi mà. Anh chưa về, em chưa yên tâm. Thôi, anh đi tắm đi cho thoải mái. Em đã mua bộ váy ngủ anh thích rồi. Ngày mai anh nhớ phải nhẹ nhàng đó. Phải làm sao đây? Lẽ ra mình nên phát hiện ngay từ lúc đó mới đúng. Đã mấy ngày rồi anh không đến chỗ em đó. Hôm nay anh nhất định sẽ bù cho em. Anh hứa đó nha. Anh Hưng. Em chào chị. Chào cô. Anh, ai vậy? À, thư ký mới thôi em. Alo, tao cần mày giúp tao một việc. 3 tuần sau. Mày vẫn quyết định chọn thằng đó à? Tao nói trước nó bị bệnh truyền nhiễm đấy. Yên tâm, tao tự có chừng mực. Mời cậu ngồi. Nghe nói chị có việc làm cho tôi. Cậu đứng lên tôi xem. Cũng tạm ổn. Tôi cần cậu theo đuổi cô gái trong đây. Đây là tiền ứng trước. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Cậu yên tâm. Thẻ này để cậu mua sắm phục vụ công việc. Cậu có thể quẹt thoải mái. Xong việc tôi sẽ chuyển 500 triệu vào tài khoản của cậu. Được, tôi đồng ý. Sao hôm nay chẳng thấy ai ra hồn vậy nhỉ? Cậu bụi đây rồi. À, anh gì ơi. Chết rồi, em xin lỗi. Phải làm sao bây giờ? Không sao, nhà tôi ở bên kia. Tôi về thay đồ là được. Anh ơi. Tôi về đến nhà rồi. Với chỉ là cái áo thôi mà, cô đừng có lo. Ê, anh ơi, khoan đã. Em vẫn cảm thấy có lỗi. Hay là để em mời anh một bữa chuộc lỗi được không? À, vậy cũng được. Anh đưa em đi. Đưa gì cơ? Điện thoại đó, em mới báo thời gian và địa điểm cho anh được chứ. Ừ nhỉ, anh không nghĩ ra. Em lưu số rồi, anh nhớ nhé. Em sẽ sớm gọi lại cho anh. Hôm nay anh mua cho em nhiều đồ thế này, em ngại quá. Có là gì đâu, chỉ cần em thích là được rồi. Sao anh ta lại đến đây? Có chuyện gì hả? À, tự nhiên em nhớ ra có hẹn với bạn. Anh bận thì cứ về trước đi. Về anh về nhé. Thiên, tại sao cô lại chặn số của tôi? Nhớ, chúng ta đã chấm dứt từ khi anh không còn một xu dính túi rồi. Được, coi như là chấm dứt. Vậy cô phải trả lại số tiền mà tôi đã cho cô. Anh thử đi hỏi thiên hạ xem, đem tiền cho gái có đòi được không? Còn khốn, nếu không trả thì đừng có trách tao. Anh định làm gì? Được, hôm nay giải quyết rõ ràng luôn. Mày là thằng nào? Good, nếu không đừng trách tao. Chúng mày được lắm. Thiên, em có sao không? Mày mà có anh, em sợ chết mất. Mà sao anh quay lại vậy? Anh không yên tâm, định là đưa em đến chỗ hẹn với bạn trước đã. Người đàn ông như thế này mới xứng là bến đỗ cuối cùng của mình chứ. Thiệt, em sang nhà anh đi. Em ở đây một mình nguy hiểm lắm. Ở nhà anh á? Em thích ở bao lâu cũng được, đừng ngại. Vậy để em chuẩn bị đồ cần thiết đã nhé. Em cứ xem đây như nhà của mình nhé. Em được ở đây thật hả anh? Đúng vậy, cần gì cứ nói với anh. Anh là tuyệt nhất. Quả nhiên cô đã không làm tôi thất vọng. Tình hình sao rồi? Mọi chuyện đều vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Cô ta gọi, cậu nghe đi. Anh, em nhớ anh. Ở đây chán quá đi mất. Lão sếp của em cứ nhất quyết ép em phải đi cùng. Lại còn giao cho em bao nhiêu làm việc. Đêm hôm của bác làm việc, suốt ngày chạy đi chạy đó.
Ừ, anh nghe mà, anh đang bận chút, về anh gọi lại nhé. Chị thấy đấy, cô ta phiền chết đi được. Cô ta bật đèn xanh cho cậu rồi, muốn cậu nuôi cô ta cả đời đấy. Cái gì, nuôi cô ta á? Cô ta bị điên à? Thật ra thì tôi cũng phần nào hiểu được chuyện của chị, nhưng tại sao chị không xử lý cô ta luôn? Việc gì phải tiêu tốn một đống tiền cho cô ta làm gì? Chồng chị tiêu tiền cho cô ta, chị lại còn đưa tiền cho tôi để cho cô ta tiêu nữa. Tôi không hiểu nổi. Tôi có suy tính của mình, không cần tiết tiền thay tôi. Cô ta cần gì cứ chịu hết mức, khiến cô ta bỏ tất cả theo cậu là được. Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Được, có gì tôi sẽ nhắn. Chỉ cần em ngoan, thích gì anh cũng chịu. Mày là ai? Tao phải hỏi mày mới đúng. Anh Thành, bình tĩnh đã. Sao cô còn ôm ấp nó? Qua đây. Nó là ai? Em anh Thành. Ok kìa, xin anh hãy nghe em giải thích đã. Anh vốn định cho em một bất ngờ, nhưng hóa ra người bất ngờ lại là anh. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hắn ta là sếp của em, hắn lấy công việc ra để ép buộc em phải nghe theo. Em nói thật không? Em xin thề, những điều em nói là sự thật. Hiền, em nghỉ việc đi. Chúng mình kết hôn, anh sẽ cho em mọi thứ. Đừng dây dưa với công ty đó nữa. Được, em nghe anh. Em đã nhắn tin cho hắn ta báo từ nay không đến nữa rồi. Anh nhất định phải đối xử tốt với em đó. Em yên tâm. Hạ màn đi. Lạ thật, anh ấy đi đâu không biết. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ai vậy? Anh là ai? Tôi muốn gặp anh Thành. À, cậu Thành, cậu ấy thuê nhà này, vừa mới rời đi rồi. Cái gì cơ? Anh ấy chuyển đi đâu à? Cái này thì tôi cũng không rõ. Mà cô có phải là cô Hiền không? Vâng vâng. Trước khi đi, cậu Thành có nhờ tôi gửi cho cô cái này. Xét nghiệm nam khoa, xác nhận bệnh truyền nhiễm. Trời ơi. Vợ ơi. Vợ, anh có mua quà tặng em đây. Anh xin lỗi, thời gian vừa rồi bận rộn công việc nên không quan tâm em. Chắc cô ta rất quen thuộc với anh đúng không? Anh nghe máy đi. Không cần đâu. Tôi nghĩ anh nên nghe máy đi. Có lẽ cô ta có việc quan trọng cần nói với anh đấy. Vợ, anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh. Anh đã chấm dứt với cô ta rồi. Không sao, đối với tôi việc đó không đáng quan tâm. Chỉ có điều tôi vừa biết được tin cô ta đã mắc bệnh truyền nhiễm đấy. Cái gì? Bệnh truyền nhiễm á? Còn khốn. Đây là đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi. Phần còn lại là của anh. Không. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn mình là Kilo nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển cái nội dung mới, đó là phim cổ tích. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ like.